Hồi chéo đi, 12 giờ rồi đấy. Thịt con gà thôi, thịt con gà mua thịt giò được. Cơm tắm rồi. Nhưng mà bán bưởi này lần này giá này không muốn nấu cơm lắm hả Phương Ngọc? Phương Ngọc, bán bưởi giá này không muốn nấu cơm lắm. Nhất là ngồi uống nước cũng vẫn nấu cơm được, quan trọng gì đâu mà cái. Con không muốn nước trà đâu. Còn 40 thôi gì? Vâng. 40 là đầy hết rồi cả. Thế tổng. To như này. Thôi thêm 10 quán nó vào cho thành trăm, à cho thành 5 rưỡi. Không hết được. Đầy quá. Bao bé. Bao bé thì bao bọn hôm qua nó đang to. Đấy bao nhiêu? Bao đấy bao to ấy. Bao còn nhỡ còn loại bao bé nữa cơ. Bán vô hàng rồi. Chú bác Thuận nó bán vô thì mất 2 triệu đây. 3 triệu 2 à? 1.600 lá bao bi thì... bán chưa? Hả? Bán chưa? Anh ạ? Anh chưa? Chuẩn lên giá. Lâu nay được ít trăm đường nào không? Chắc được mấy tạ em rồi. Bán chưa? Anh chưa. Tôi chưa tính nhà này không tiêu đến tiền đấy thì bán rồi. Táo của chín hết rồi chưa bán cơ. Táo thì luôn bỏ ngoài cơ mà mày lên mày cướp mày cho bò à. Táo của Luân thì không tính, táo của anh nó to mà. Táo to vẫn bán được mười mấy mà. Hả? Táo to vẫn bán mười mấy 20 mà. Đâu, táo đấy sáng nay bọn nó bán trên biển kia là 35. À táo đại gì? Ừ, đấy táo đại mà. Thế thì vẫn bán được, có hàng táo đầu thì vẫn được 17-18 mà. Anh, nếu mà trở lên chú thì như hôm nay bọn nó nói chắc vẫn được đầu ba. Hôm nay sáng trở đi bị thằng xe con nó quẹt vào. Thằng xiên nó ngã cái cây cái chân phanh ấy thì nó xiên thủng chân đấy. À. Thế là khung bõ hả? Bõ nghiêm là xiên nó phải đè tôi chứ nó bị đau.